Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Honey Beauty. Mình là Hồng Hạnh, hiện đang là giảng viên đào tạo song song tại Honey Beauty. Hôm nay Hạnh sẽ tiếp tục chuỗi series trả lời những câu hỏi ngẫu nhiên ở những kỳ trước của các bạn nha. Rồi bây giờ mình cũng bắt đầu luôn nha. Chị ơi, bị mụn nước khoảng mấy ngày thì khỏi ạ? Khi các bạn đi làm môi về, thường thường sẽ có nhiều khách hàng sẽ xảy ra hiện tượng mụn nước. Thì mụn nước sẽ có hai nguyên nhân, một là do virus herpes, là loại virus có sẵn trong người của khách hàng rồi, hoặc là do quá trình mà các bạn vệ sinh nó không được sạch sẽ thì nó sẽ bị nổi trên cái mụn nước này. Thì các bạn cũng đừng có quá lo lắng, các bạn có thể ra tiệm thuốc tây nói với lại dược sĩ, họ sẽ bán cho bạn những cái loại thuốc ví dụ như là Aslovir để mà bôi hoặc là giảm uống. Thì bạn về bạn chăm bôi chăm uống thì tầm khoảng 5 đến 7 ngày là sẽ khỏi rồi nha các bạn. Tiếp tục câu hỏi tiếp theo. Chị ơi, cho em hỏi, phun môi gần 20 ngày rồi mà sao không hết rát, cứ nóng rát khó chịu, không sưng mà cứ rát như bị phỏng. Thật ra phun môi 20 ngày rồi mà vẫn bị cái hiện tượng rát này là có thể là do kỹ thuật viên mà làm môi cho bạn họ đi khá là sâu phim, cho nên vẫn còn những cái tổn thương dính môi. Thì bạn ráng chờ thêm một thời gian nữa, tầm khoảng 1 tháng thì môi bạn nó gần như là nó hồi phục hoàn toàn, thì cái phần môi của bạn có thể là nó sẽ hết rát luôn. Thì bạn có thể là bôi dưỡng thêm hoặc là chăm sóc, ăn uống ngủ nghỉ, mình bổ sung thêm những vitamin rau xanh để cho cơ thể mình nó khỏe hơn, để hồi phục nó được nhanh hơn nha các bạn. Hôm nay mình cũng bị xăm đuôi lông mày quá dài, thì giờ sửa bằng cách nào? Bạn làm chân mày nhưng mà kỹ thuật viên họ làm cho bạn cái đuôi quá dài, thì mình có hai cách sửa. Một là mình có thể là bắn laser xóa bớt cái phần đuôi thừa đó đi, hoặc là có thể là dùng phương pháp mực chồng mực. Nếu như bạn không có thời gian thì bạn yêu cầu kỹ thuật viên họ có thể chọn cho bạn cái màu trắng hoặc là màu da để mà xóa cái phần đuôi thừa của bạn đi. Ví dụ như nếu mà nó đậm quá thì có thể là đi từ 1 đến 2 lần, hoặc là nếu mà nó nhạt thì mình có thể là xóa được 1 lần là đã giảm được khoảng từ 50-70% rồi nha. Em cũng phun môi được 4 tháng, ban đêm khi ngủ em hay thoa mật ong lên môi thì có bị sao không ạ? Thực ra bạn thoa mật ong vẫn tốt như các bạn không sao hết. Mật ong trong mật ong nó có nhiều thành phần dưỡng, bạn có thể là môi lên để cho giúp môi mình nó căng mọng, nó mềm hơn. Nếu như mà mình không có mật ong thì mình cũng có thể là sử dụng các loại dưỡng chất mà có sẵn trên thị trường, ví dụ như là BCD nè, hoặc là bỉ hương, hoặc là những loại dưỡng như CSLAB cũng được, hoặc là GNSB cũng có. Các bạn sử dụng những loại dưỡng này thì nó sẽ tiện hơn cho bạn nha. Nếu các bạn có thắc mắc gì, các bạn cứ để lại comment ở bên dưới, hoặc đến trực tiếp tiệm làm đẹp Honey tại số 2 Hoa Sứ, phường 2, quận Phú Nhuận để được các kỹ thuật viên tư vấn trực tiếp. Nếu như các bạn không có thời gian, có thể gọi vào số hotline để được tư vấn nhanh nhất luôn nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.